Xin chào tất cả các bạn khán giả của Đẹp 360. Ngày hôm nay Thu Huyền có mặt ở đây để chia sẻ về tuýp chọn kiểu dáng cũng như màu sắc của các bộ trang phục cho những cái vóc dáng và làn da của mỗi người khác nhau. Thì ngày hôm nay Thu Huyền sẽ chia sẻ về 4 loại vóc dáng chính, đó là vóc dáng hình quả lê, quả táo, hình chữ nhật và vóc dáng đồng hồ cát. Và đầu tiên Thu Huyền sẽ cùng mọi người tìm hiểu về vóc dáng hình trái táo. Đặc điểm của những người có vóc dáng hình trái táo đó chính là phần ngực và phần thân giữa này sẽ có rất là nhiều mỡ. Phần hông thì sẽ không có nhiều đường cong. Đối với vóc dáng hình trái táo thì các bạn nên chọn áo cổ chữ V để làm cho phần trên trở nên thon gọn hơn. Cũng như là các bạn phải chọn những cái đầm có hình chữ A hoặc là những chiếc áo dài có phần thắt ở hông làm điểm nhấn ở phần eo của mình. Và đặc biệt là quần ống lê sẽ làm cho các bạn trở nên đẹp hơn và cân đối hơn. Lưu ý, các bạn không nên mặc áo vest cài khuy, cũng như là không được mặc những cái quần bó sát làm cho cơ thể của mình sẽ không được đẹp. Và Thu Huyền sẽ bật mí cho các bạn một cái mèo, đó chính là đối với thân hình trái táo, các bạn nên mặc một cái áo tối màu và một cái quần sáng màu để làm cho tổng thể trở nên cân đối hơn. Và vóc dáng thứ hai mà Thu Huyền cùng chia sẻ đó chính là vóc dáng hình quả lê. Đặc điểm là những người có vóc dáng hình quả lê thì sẽ có phần eo lớn hơn phần ngực và phần hông rất là lớn, hai bên tay và vai này rất là nhỏ. Cho nên là đối với những người có vóc dáng này thì chúng ta nên mặc đầm hoặc áo có nhiều họa tiết, cổ vuông, cổ tròn hoặc là cổ thuyền. Đặc biệt là các bạn không nên mặc quần bó sát, quần ngắn, quần lửng hoặc là váy ngắn sẽ làm lộ ra những khuyết điểm của mình. Thay vào đó các bạn hãy mặc những chiếc quần ống loe hoặc là váy xòe, nó sẽ che đi những cái phần khuyết điểm ví dụ như là hông bự của mình. Một cái mèo mà Thu Huyền chia sẻ cho mọi người đó chính là nên mặc một chiếc áo sáng màu và một cái quần tối màu để làm cân bằng lại tổng thể. Vóc dáng thứ ba mà Thu Huyền giới thiệu cho mọi người đó chính là vóc dáng hình chữ nhật, hay còn gọi là vóc dáng hình trái chuối. Đặc điểm của vóc dáng hình trái chuối đó chính là không có nhiều đường cong trên cơ thể, số đo phần vai và phần hông gần như là bằng nhau. Đối với những bạn có vóc dáng hình trái chuối, chúng ta nên ưu tiên số 1 đó chính là mặc áo crop top hoặc là áo ngắn ngang eo. Đặc biệt là thêm một chút những cái họa tiết ở phía phần ngực và phần vai, đó là bèo nhún hoặc xếp ly sẽ làm cho cơ thể của các bạn trở nên đẹp hơn. Và một gợi ý đặc biệt cho các bạn đó chính là dùng phụ kiện để tạo đường cong cho cơ thể của mình, ví dụ như là thắt lưng ở eo, đầm hoặc váy bếp lung sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Và có một cái mèo nữa dành cho các bạn có vóc dáng hình trái chuối, đó chính là các bạn hãy chọn cho mình những bộ nội y có đệm để tạo nên những cái đường cong rõ rệt cho bản thân mình nhé. Và vóc dáng cuối cùng Thu Huyền cùng chia sẻ cho mọi người đó chính là vóc dáng đồng hồ cát. Đây là vóc dáng mà rất nhiều chị em mong muốn hướng tới. Thì đặc điểm của vóc dáng này đó chính là cơ thể có đường eo rõ rệt, số đo vòng ngực và vòng hông tương đối là đồng đều. Đối với vóc dáng đồng hồ cát thì các bạn nên chọn những trang phục làm tôn lên đường cong của mình. Ví dụ như chọn cho mình một chiếc áo cổ chữ V làm tôn lên vòng ngực và chiếc đầm bút chì để tôn lên vòng hông. Và tiếp theo Thu Huyền sẽ cùng chia sẻ với mọi người về cách lựa chọn màu sắc của trang phục cho phù hợp với những tông da. Sau đây Thu Huyền sẽ nói về từng màu da cũng như là màu trang phục phù hợp. Đầu tiên đó chính là màu da trắng hồng. Đối với da trắng hồng thì chúng ta có thể phù hợp với tất cả các loại màu sắc. Vậy nên các bạn hãy thử sức của mình với những màu rất là kén da, ví dụ như là màu vàng chanh hay là màu hot pink. Tiếp theo là tông da trắng xanh. Đối với tông da này thì các bạn nên lựa chọn trang phục có màu ấm nóng. Các bạn không nên lựa chọn trang phục màu trắng hoặc đen vì nó sẽ làm cho mình trở nên xanh xao hơn. Và tông màu tôn da nâu hiệu quả nhất đó chính là màu hồng sáng, vàng mù tạt và màu đỏ nhung. Các bạn đặc biệt không nên sử dụng những trang phục có màu xanh, màu neon hay là màu trắng vì nó sẽ làm cho da mình trở nên sàn màu đi. Đối với da vàng thì chúng ta nên có sự kết hợp hợp lý giữa tông màu đậm nhạt, nóng lạnh và đặc biệt là nó rất là phù hợp với những cái màu như là màu be, màu nâu nhạt hoặc là màu vàng. Đặc biệt các bạn không nên sử dụng những màu quá xanh, đặc biệt là xanh lá cây. Những ai mà thích màu tím thì màu tím mần sẽ là màu lựa chọn phù hợp nhất.
Đối với những người có làn da đen và sạm thì những màu như là màu đỏ tươi, màu vàng, màu hồng nhạt và màu tím cà cũng có thể làm cho làn da của các bạn trở nên tươi sáng hơn. Không nên lựa chọn những trang phục có màu đen, màu nâu, các màu xanh, xanh lá, xanh dương và đặc biệt là không nên diện cả cây màu trắng. Vừa rồi Thu Huyền cũng đã chia sẻ cho mọi người về tip chọn màu sắc cũng như là kiểu dáng của trang phục phù hợp với từng bóc dáng và màu da của từng người. Hy vọng rằng là mọi người sau clip này sẽ chọn ra cho mình được những bộ trang phục phù hợp với bản thân. Tiếp tục theo dõi Đẹp 360 để có những thông tin hữu ích hơn nhé. Đừng quên follow fanpage Đẹp 360 để trải nghiệm những thú vị này cùng chúng tôi nhé.